Hello, xin chào các bạn. Happy Friday. Thì hôm nay Linh đứng là bởi vì chúng ta sẽ có một cái hoạt động nha. Thì các bạn muốn học hỏi về cách để mình networking, cách để cho mình có thể gặp gỡ những người mới, mình có thể đi những sự kiện mà có thể tự tin hơn, thì các bạn hãy đứng dậy và tự đồng hành với Linh nha. Thì chúng ta sẽ chờ thêm khoảng tầm 10 15 giây gì đó để cho thêm người tham gia vào cái livestream này. Và chúng ta hôm nay sẽ thực tập nha, và mọi người có thể học thêm được cái mẹo để mình có thể đi networking hiệu quả hơn. Thì không biết là hôm qua ngày phụ nữ các bạn nữ có gì vui không, có nhận được nhiều nhiều hoa không, hay là có được ai đi đãi đi ăn tối không? Có gì thú vị hãy chia sẻ với Linh trong phần bình luận ha, để cho Linh có thể sống một cách gián tiếp. Tại vì với Linh giờ là chỉ công việc với hai đứa bé thì phần lớn không có được đi chơi. Ok, so để không khiến mọi người chờ lâu quá nữa thì các bạn hãy đứng cùng với Linh nha. Thì khi mà chúng ta đi một cái sự kiện networking thì có hai điều rất là quan trọng. Thứ nhất là mình phải thể hiện sự tự tin, phải không? Người ta nhìn vào họ phải thấy là ê, đây là một bạn tự tin. Rồi sau đó trong lúc mình đang tự tin đó là mình cũng phải tử tế. Nghĩa là trong khi mà mình trong một cái sự kiện, khi mình nói chuyện trong nhóm thì mình cũng phải tìm cách để bao gồm mọi người khác trong sự kiện đó. Thì cái điều quan trọng đó là mình phải biết cái cơ thể của mình nó đang thể hiện như thế nào và mình phải kiểm soát nó cho nó đúng đắn ha. Thì hôm nay Linh sẽ chia sẻ hai cách để cho mình có thể đứng và bắt tay. Thì trước tiên á, là khi mà bạn đứng ở trong nhóm thì thường là đúng là mình sẽ nói chuyện một một trước ha. Phần lớn là có lúc là mình sẽ nói chuyện với một người khác. Thì khi mà mình đứng với một người khác đi ha, mình sẽ đứng với họ như vậy. Thì nếu mà bạn đứng với người kia như vậy á, thì nó sẽ cảm giác là hai người đang trò chuyện rất là thân mật. Có thể là cái cuộc trò chuyện này nó đóng, không muốn người khác tham gia. Vì vậy thay bằng mình đứng trực tiếp như vậy, mình sẽ quay 20 độ một tí. Thì quay một tí xíu thôi thì mọi người sẽ quay một tí thì nó sẽ giống như là mình có một cái không gian mở cho người mới vô thì họ sẽ cảm thấy à, tôi có thể tham gia. Thì đó là cái hiệu ứng và để cho bạn có thể mời người khác vào để tham gia cùng, là nghĩa là tôi cũng vừa mới gặp người này thì bạn có thể tham gia cùng nói chuyện chung. Và nếu mà bạn là người thứ ba đi thì bạn cũng xem phòng đi ha, mình cũng vào bước vô phòng mình cũng xem là à, ai sẵn sàng để cho mình có thể tham gia cùng cái cuộc trò chuyện đó. Thì mình cũng đang tìm cái hiệu ứng đó, là mình tìm những người mà đang đứng với một chút cái độ, nếu mà họ đứng quá trực diện với nhau thì đúng là có thể họ đang bàn cái gì đó mà họ không muốn người khác tham gia vào, nhưng họ mở ra một tí là bạn có thể tham gia vào. Và nếu mà ấy, đồ ăn chưa tới. Ok, thì nếu mà bạn có ba người đi thì mình vẫn mở một tí, thì nếu mà người thứ ba vô mà họ cũng mở thêm một tí thì người thứ bốn có thể vô nữa em. Thì thay bằng mình cứ vô mình đứng thẳng trực diện đi thì mình cũng phải biết là mình phải mở ra một tí. Thì đó là cái cách để cho mình có thể thân thiện, mình phải tự tử tế ở trong một cái sự kiện để cho người khác có thể cùng tham gia. Tại vì bạn biết là khi mình networking là mình phải tin vào vũ trụ, phải không? Mình tốt với người khác thì vũ trụ sẽ mang đến những thứ tốt cho mình, thì mình luôn phải cố gắng bao gồm include, phải không, bao gồm mọi người ở trong cái sự kiện đó. Đó là mẹo thứ nhất ha. Mẹo thứ nhì là cách để bạn bắt tay. Thì điều bắt tay nó rất là quan trọng, cái việc này là bởi vì là khi mà mình gặp một người nào đó họ bạn chỉ có 7 giây để có một cái ấn tượng đầu tiên, thì để cho mình được đánh giá là người tự tin thì mình phải bắt tay một cách cho nó mạnh mẽ lên. Thì Linh cảm thấy là phần lớn các bạn ở Việt Nam, các bạn trẻ là chưa được hướng dẫn cách để bắt tay. Thì với Linh là khi lúc Linh đi học đại học là lúc mình khoảng 19-20 tuổi, là đã có lớp về truyền thông, thì lớp đó đã được dạy cách để bắt tay. Thì khi mà Linh về Việt Nam và Linh bắt đầu tham gia vào những cuộc họp và bắt đầu bắt tay với người Việt Nam, chị thấy Linh thấy là mọi thứ nó hoàn toàn khác. Cái điều vấn đề ở đây á, là những Việt Nam cũng có hợp tác với những người nước ngoài. Thì vì vậy á, là những người Việt Nam bị đánh giá bởi những cái yếu tố mà người nước ngoài dùng để đánh giá. Thì vì vậy khi bạn bắt tay mà nó không đủ mạnh, nó không đủ tự tin á, thì người ta nghĩ ồ, bạn có thể là chưa đủ kinh nghiệm, có thể là chưa đủ tự tin, chưa biết cách lãnh đạo. Thì nếu mà bạn đi phỏng vấn đi và sếp tương lai của bạn là người nước ngoài hay là bạn nhân sự là người nước ngoài đi, thì họ sẽ đánh giá người này có thể là chưa đủ khả năng để lãnh đạo thì thôi tôi sẽ tuyển nhưng sẽ cho chức danh thấp hơn hay là cho mức lương thấp hơn, phải không? Hoặc là nếu mà bạn đi làm việc với đối tác đi và mình đàm phán với người ta và họ thấy ồ, người này hơi yếu đuối ha, tại vì bắt tay nhẹ quá, thì có thể là họ tưởng là
tôi có thể ép giá hay là tôi có thể đưa những cái điều khoản khó khăn trong cái hợp đồng. Nên thì những cái điều này là những cái điều bạn muốn tránh, thì Linh sẽ dạy các bạn để bắt tay mạnh mẽ nha. À, thì chúng ta đang làm trực tuyến thì hơi khó để Linh bắt tay trực tiếp phải không? Thì có một cái mẹo ha. Chai nước thì các bạn có thể lấy bất cứ chai nước nào, tại vì đúng là mỗi cái chai nó sẽ khác ha. Linh đã thử nhiều cái thương hiệu khác nhau. À, thì cũng giống như là những cái tay, các bạn tay lớn, bàn tay nhỏ, thì các bạn có thể thử với nhiều cái chai nước khác nhau. Thì mình nên là mở nó ra ha, mở nó ra để cho nó không có quá khó, nó không có xì hơi. À, rồi sau đó, bạn cứ cầm ngay khoảng giữa, là bạn thấy là cái khoảng này là cái khoảng mà nó có cái khắc á, thì bạn cầm ở dưới nó. Nếu mà cái chai lớn hơn thì mình cũng cầm ngay cái khắc dưới vậy đó ha. À, thì mình cứ cầm dưới rồi mình hơi bóp cho nó mạnh lên. Các bạn cứ thấy nè, cái ngón tay của Linh đã trắng hết rồi phải không? Là cái đó là cái độ mạnh mà Linh đang bóp á. Và nếu mà bạn cho chưa có một dư lượng nữa là mình có cái keo ha, lấy keo thủy tinh đi, là mình cứ bóp cho nó cứng lại, cho nó trắng hết cái tay. Đó là cái độ mạnh mà bạn phải bóp. À, thì bạn cứ tập thử ha. À, có nhiều người rất là ngạc nhiên là cái độ mạnh mình phải bóp cái tay của người khác, và thực sự nó sẽ không đau. À, và cũng có nhiều cái cách thức khác, nhưng trong cái buổi hôm nay thì Linh cũng không muốn dành quá nhiều thời gian trong buổi trưa của bạn. À, thì Linh sẽ mô tả cái phần này thôi nha. Nghĩa là các bạn cứ tập trước cái phần là phải mạnh mẽ lên khi mình bắt tay với những đối tác của mình. À, thì đây là những cái mẹo mà Linh thường chia sẻ ở trong những cái khóa học của Linh. Nó rất là cụ thể, rất là thực tế để cho bạn có thể ngay lập tức sử dụng những cái mẹo này. À, và Linh cũng rất là tiếc là Linh chỉ làm những cái khóa này ở thành phố Hồ Chí Minh, và thường là trong cuối tuần thì Linh biết là có nhiều người không thể tham gia những khóa này trong thời điểm này. Thì cũng gần đây có tin vui là team Linh đã lên một cái khóa online về networking. Thì các bạn có thể xem là toàn bộ cái khóa của Linh về networking, những cái mẹo, những cái cách thực hiện đã được đưa lên video. Và với những cái video này thì bạn sẽ sở hữu trọn đời, nghĩa là mình có thể học hỏi càng nhiều lần, bao nhiêu lần cũng được. Trước khi bạn đi một sự kiện, nếu mà bạn cảm thấy mình mà chưa tự tin hay là mình đã quên một cái mẹo nào đó, thì mình có thể bật lên ngay lúc nào và xem lại những cái video này. Trong cái video cũng có thêm những cái bài tập thực hành để cho bạn có thể chuẩn bị trước, tại vì mình thể hiện cơ thể là một phần, rồi sau đó là mình cũng phải biết cách để nói phải không. Khi mình vô là mình, một trong những cái lý do mình không tự tin là mình sẽ cảm thấy ô bắt tay rồi vậy sao, cười cười với người ta phải không, mình không biết nói gì. Thì thế nào hả, thế nào để cho mình có những cái cách để bắt đầu một cuộc trò chuyện, cách nào để mình duy trì với người ta. Thì trong khóa học mình sẽ nói về cái thương hiệu cá nhân, là khi mà bạn gặp ai đó, cái điều đầu tiên bạn sẽ làm hoặc là điều đầu tiên người ta sẽ làm là gì? Facebook bạn trước hay là Google bạn phải không? Thì bạn phải tìm mà biết cách để mình xây dựng thương hiệu cá nhân của mình. Rồi sau khi mình bắt tay là mình phải biết những cái cách để mở cuộc trò chuyện, rồi sau đó mình phải duy trì nó, rồi sau cái sự kiện đó bạn phải biết cách để duy trì cái mối quan hệ, là mình phải viết email như thế nào, mình phải đi cà phê, về cà phê là còn khó hơn nữa, là thế nào để cho mình duy trì cho cả một tiếng cái cuộc trò chuyện đó. Thì đó là những cái mẹo mà Linh sẽ đang chia sẻ trong cái khóa online của Linh. Thì một trong những cái lời khuyên khác nữa đó là bạn phải bắt đầu từ sớm. Nghĩa là cái vòng kết nối của bạn nó phải tích lũy qua lâu dài, qua nhiều năm phải không? Tại vì nếu bạn chờ tới khi bạn cần một cái gì đó để đi gặp người ta đó là quá muộn rồi phải không? Tại vì ai cũng bạn không có ai có thời gian để giúp một người mà họ vừa mới gặp phải không? Ai cũng có gia đình, có đồng nghiệp, có bạn bè, có công việc phải không? Có nhiều thứ lắm, sẽ không có ai có thời gian dành cho một người họ vừa mới gặp phải không? Thì tốt nhất là bạn phải bắt đầu từ sớm đi những sự kiện này, càng sớm càng tốt. Bạn còn trong đại học, bạn vừa mới bắt đầu làm việc hay là bạn là quản lý, nó sẽ chưa không bao giờ quá muộn, nhưng bạn phải bắt đầu. Thì nếu mà bạn chưa biết cách và bạn cũng cảm thấy là mình cần phải cải thiện trước khi mình đi á, thì các bạn hãy xem thử cái khóa của Linh nha. Và ngay lúc này Linh cũng đang có một cái khuyến mãi là bạn sẽ được giảm 33% nếu mà bạn đăng ký trong vài ngày tới. Thì Linh sẽ để cái link ở trong cái phần bình luận ở dưới để cho các bạn có thể xem thêm những cái chi tiết nha. Thì Linh hy vọng là các bạn thông qua những cái mẹo này sẽ có những cái sự kiện rất là hiệu quả, và mình sẽ tạo cho mình một cái vòng kết nối rất là mạnh mẽ để mình có thể thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Ok, so hôm nay chỉ ngắn gọn như vậy thôi. Nếu mà các bạn muốn học lại những cái mẹo này thì hãy chờ cái livestream này thành video, thì các bạn có thể quay lại xem lại thử nữa.
Và hy vọng là sẽ gặp các bạn trong cái khóa học kế tiếp của Linh. Ok, bye bye nha.